ngày 29 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Thành, 58 tuổi ngụ ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, lúc 10 giờ 23 phút cùng ngày, Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo có vụ án giết người xảy ra ở khu vực công viên cây xanh trên đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng công an địa phương và người dân bắt giữ đối tượng Thành. Lúc này, nghi can còn đang cầm hung khí gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành nghề xe ôm. Trước thời điểm xảy ra án mạng có 6 người chạy xe công nghệ đến giành khách, trong đó có T, 30 tuổi ngụ xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, chạy đến hành hung Thành do xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thành chạy xe về nhà và đón xe buýt trở lại công viên tìm T. Khi gặp đối tượng, Thành dùng thanh sắt mang theo đâm nhiều nhát vào người anh T, khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.